Hươu cao cổ có thể là một con mồi lý tưởng cho cả đàn sư tử, nhưng không phải lúc nào sư tử cũng may mắn. Không những không săn được mồi mà đôi khi chúng còn phải nhận những cái kết đắng. Một cú đá hậu đầy hiểm hóc hay một cú tông thẳng vào mồm cực kỳ yêu thương khiến cho sư tử phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.